đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Đấy là ai, đấy là ai, đấy là ai. Quá đẹp trai, quá đẹp trai, quá đẹp trai. Bước đi vào club sao bị quyền tài. Đẹp trai như đi xây tì, vô cân nằm bình hài. Làm cho em quẩy hết mình và tung hết tí. Thì kết gì quên mất lâu mai là thứ hai. Để làm được điều đó ai phải chấn chúc anh dài như Lee Min Ho. Tối về nằm check Facebook hàng loạt nàng thơ như xin info. Bảnh nhất đêm nay khiến cho em thêm say nhớ tên anh Sáng Hào. Em thấy cô đơn và lạc lõng khi trở về muốn gọi điện vào anh Sáng Hào. Yêu màu hồng cái từ giả dối thế mà họ bảo anh nói điều. Nhưng sự thật họ không muốn công nhận vì anh đẹp trai thì người có nhiều lưới. Đẹp trai lại bad boy style lại lùng lụng. And that what they said. Quyên tin đi và hết trong bà nước vàng giá. Vì đã làm cho nó trở nên cháy khét. Bảnh sẵn nghe để trọng trì. Nhưng sửa soạn để em đợi hơi lâu. Ngọt ngào như Louis whiskey but sorry babe. Thôi trời đâu. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. 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 Body săn chắc, giàu mùi. Sức đề kháng anh cao. Em thích săn bắt anh á. Vì em thích anh hao. Anh bảnh không chành. Khi mà em đi tới anh cứ tựa như một khủng chành. Anh hiểu một điều rằng sắc đẹp và sẽ phải nhận hết tất cả những lời đàm tiếu xung quanh. Bảnh nhất đêm nay khi cho em thêm say và nhớ tên anh Sáng Hào. Em thấy cô đơn và lạc lõng khi trở về mỗi gọi điện vào anh Sáng Hào. Yêu màu hồng cái từ giả dối thế mà họ bảo anh nói điều. Nhưng sự thật họ không muốn công nhận với anh. Đẹp trai thì người có nhiều đứa. Sở hữu vẻ đẹp tiềm tàng khiến cho em cốt lên là ối rồi ôi. Cái đơn tỏ tình nhưng em cũng chỉ nhận được lời từ chối mà thôi. Biết rằng nói điều đó sẽ làm cho con tim của em đau. Nhưng còn rất nhiều người xếp hàng nên hồ sơ em có lẽ xem sao. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. Vì anh đẹp trai thì người có nhiều đứa yêu. Em yêu các anh, em yêu các anh. Yeah, you are. Yeah, thưa quý vị, Sáng Hào. See you. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng em với ba chọn đến từ các huấn luyện viên. Rất là sáng sân khấu, dễ thương. Xin mời Vin. Cái sự chân thật của em anh rất là thích ngay từ đầu. Tại vì khi em bước lên đây em nói là em thích nổi tiếng. Là cái điều mà mọi người thường kỳ thị, you know. It's a bad look. Nhưng mà anh respect cái điều đó, em cho mọi người biết là đó là cái mục đích của em. Vâng. Hơn nữa cái bài nhạc của em nó rất là fly, rất là hay. Yeah. Em cảm ơn anh Vin rất là nhiều. Mời Ram, Ram thấy thế nào? Đây là một yếu tố mà Ram rất muốn có trong đội của mình. Ôi sao? Em nói câu này với mọi người thế? Ồ vâng, tất nhiên thì thế em mới dám chọn chứ anh. Chính vì thế nên là em đang ngồi rình các vị huấn luyện viên từ đầu đến cuối để xem có ai bấm không. Tại vì hiện tại em đang không được sự ưu ái của giám khảo nữa rồi. Nên là em muốn chơi trò đến cuối cùng mới bấm. Và lúc đó là không kịp trở tay. Yeah. Nhưng mà ai ngờ bài nó lại thất bại. Sau bao nhiêu ngày tháng hờn dỗi xong rồi được một tí lại vui xong rồi lại hờn rồi. Chỉ là đơn giản là em bảo em hay hờn lắm cơ. Không cần đến sự yêu hái nữa rồi. Và anh nghĩ là em nên về với một người mà có chung cái nhịp bắt của mình để có thể đến với nhau làm được nhiều thứ hơn. Anh thiện âm thanh, anh ấy đủ tất cả những kỹ năng kể cả từ flow tất cả mọi thứ. Và anh với cả Justin T quyết định em sẽ về với đội Binzy. Sau cái phần trở mặt vừa rồi thì mình cũng phải có một cái gì đó mình xem lại về mối quan hệ chứ, đúng không? Vâng, đúng rồi. Rõ ràng. Đối với Sáng Hào thì anh cảm nhận được cái flow của em nó rất là khác lạ. Cái flow của em nó có những cái điểm dừng rất là đắt giá. Đúng. Đúng như những gì mà anh Bin đã từng tìm kiếm ở các thí sinh của mình. Và anh cũng tìm kiếm điều đó cho đội của mình. À, ở đây ai cũng tìm kiếm điều đó hết á. Ngoài ra thì em còn là một người con đất Bắc. Anh có sự đồng cảm đối với em. Ngoài ra nữa, em đẹp dài, anh đẹp dài. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Ôi rồi ôi. Anh càng có sự đồng cảm hơn nữa. Em cảm ơn là Grammastic ạ. Còn Garrick, Garrick chọn bạn vì điều gì? Bởi vì em cảm thấy lyric của bạn khá là trực quan so với những gì mà em mong muốn từ ban đầu. Cách bạn chọn chủ đề nó khá là thú vị. Nó rất là hợp với lại cái phong thái của bạn. Em vừa chợt nhận ra là trong team mình có một người mà có thể ghép chung với bạn nếu mà bạn về đội với em. Luôn luôn là chiến lược là chạy sẵn trong đầu, đúng không? Em cảm ơn cái Garrick ạ. Ý anh Garrick, một khi mà đã ghép đội là có khả năng bị loại đó. Yes.
không phải cứ ghép đội là vui đâu. Có thể là anh ấy ghép đội với một người mạnh hơn em thì sao? Khoan, mọi người xem season mùa 1 vừa rồi, team Karik là loại ít bị loại nhất, ok? Nó không phải là một cái điều mà sẽ xảy ra thường xuyên. Cảm ơn em, không ai bảo chứng điều đó cả. Ừ. Khi mà Karik muốn ghép em vào một đội, nó em phải thực sự cẩn thận. Tại vì vào vòng 2 thì bạn cùng team của em sẽ đấu với em. Đó, nó có thể là dao hai lưỡi. Vào đội nào thì cũng sẽ phải đấu với nhau thôi. Nhưng mà quan trọng đội nào để lại nhiều dấu ấn hơn, right? Vâng, đúng ạ. Ok, ok. Cũng không cãi được thì cái đó nó cũng đúng. Vấn đề là thế này, mình cũng phải tia xem là địa hình á em. Dạ. Bên nào mình đi có vẻ thuận lợi hơn đúng không ạ? Phải có chiến thuật. Đấy. Ừ. Xin mời hai vị giám khảo ạ. Anh thì anh thấy là cái cách em giải quyết mọi thứ trên sân khấu rất là thông minh. Cách đi flow đó về mặt kết hợp với tất cả những cái phong cách biểu diễn em sân khấu, anh có điểm cộng cho em thêm về cái vũ đạo nữa. Bowie có cần ai cứu chữa không Bowie? Em đâu có bị gì đâu anh Thành. Anh có cảm giác như là em đang bị đau bao tử á. Không có một nhún nhảy, một phản ứng nào với là cái bạn thí sinh của anh hết. Vì sao vậy? Hồi nãy em tính nói gì đó nhưng mà em thấy anh Thành hỏi ban giám khảo. Sau đó em đã bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu em. Hả? Cảm ơn sự hợp tác của em. Ok. Dù gì đi nữa thì bây giờ cũng sẽ là quyền quyết định của hai vị giám khảo. Anh còn suy nghĩ gì trong đầu chưa? Anh thì anh có một cái suy nghĩ thích hợp để cho bạn về đội huấn luyện viên nào rồi. Và kết quả cuối cùng, anh chàng đẹp trai của chúng ta sẽ về với đội... Em thì em hướng suy nghĩ của mình đến cái người mà em hay bị anh gắn ghép nhiều hơn. Không phải là vì em vừa bị chê trách và hờn dỗi mà em lại như thế. Em đâu có bảo thế đâu, anh nói đúng. Bên này mà Ti nói thế đang hơi quyền lực quá. Thì anh muốn em về với đội của Karik hơn. Không, em thì không đồng ý. Quan trọng là nhìn vào chuyên môn của bạn, con đường mà bạn đang muốn hướng tới. Thế bây giờ Ram nói xem chuyên môn của bạn, định hướng của bạn là gì nào? Thì bạn đang muốn trở thành một rap star. Rồi. Thì bên đây cũng có thể làm thành một rap star vậy. Tất nhiên là ở đây ai cũng làm được. Nhưng mà không thể nào bảo là bên này của em là quyền lực quá được. Chỉ đơn giản là Ramastic là một người rất là tâm huyết và muốn phục vụ cho bạn. Đấy, chính vì thế nên là Ramastic sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho bạn. Em nghĩ là Ramastic là một người rất là thông minh. Và đường đi nước bước của Ramastic rất là hay. Em tin chắc vào điều đó. Phải không Ram? Yep, I love you. I love you too. Em có rất là nhiều cái điểm tương đồng với huấn luyện viên Karik. Bởi vì là anh đã từng nghe rất là nhiều sản phẩm của Karik khía cạnh về ca từ, những cái flow đơn giản hiệu quả nhất theo cái style này về đội anh Karik là hợp lý. Thế thì em xin phản đối. Tại vì style của anh Karik là sử dụng rất là nhiều ngôn từ và trải dài. Nếu mà nói một cách công tâm nhất, style của bạn ý sẽ phù hợp với anh Binzi chứ không phải là anh Karik. Như hồi nãy mọi người cũng thấy bạn nhảy múa rất là vui và bạn đang rất muốn những cái gọi là flashing. Nếu như mà bạn này mà về team của Karik á, cái vibe của bạn đó nó sẽ hơi tối đi một chút, bạn sẽ u buồn. Tôi phản đối thưa quan tòa. Không thể nào mà nhận xét vào cái việc mà tôi hay viết nhạc buồn thì vào team tôi sẽ u buồn được. Tôi đồng ý là bởi vì đêm chung kết, một trong những cái bài vui nhất, làm banh sân khấu nhất là bài liên khúc của Jidaki với Ricky Star, đúng không? Đây là nhân chứng sống đáng tin. Đó, tất cả những gì anh ấy nói, đấy. À, vậy là bây giờ Rick muốn bạn này mãnh liệt đúng không? Tất nhiên. Không, tôi lần này tôi phải thật sự binh huấn luyện viên Karik ở chỗ là chúng ta không thể thấy là cuộc đời người ta viết nhạc buồn thì người ta không thể làm nhạc vui. Cái điều đó không hợp lý cho huấn luyện viên của tôi. Cầm búa lên em, cầm búa lên, nói lên công lý. Lúc hồi nãy cách đây 2 phút là tôi bị đàn áp. Đúng rồi. Còn bây giờ tôi đã có 2 đồng minh. Bên kia cao lắm thì chỉ có 1 thôi. Đây, để em xuống đây cho cân bằng nè. Anh của em. Tôi thấy Wowie là cái người nãy giờ là 2-3 mặt nhất. Cho một người trung lập trước đi, Bin nói đi. Anh biết em đang rất là rối, anh có chọn em nhưng mà anh sẽ đưa ra cho em cái lời khuyên công tâm nhất. Nếu em muốn những gì em đang có nó bóng bẩy hơn một tí và nó lung linh hơn một tí, em sẽ về với anh. Nếu em muốn phát triển những thứ ở trên sân khấu, em về với Khoa, Karik. Và nếu em muốn phát triển những thứ ở trong âm nhạc, em về với Thiện. Đó là cách clear nhất anh có thể nói với em. Ủa, mọi thứ nó đang chạy đúng quỹ đạo đó mà. Tại vì rõ ràng là đây là thế mạnh của ba người này. Tại sao không để hai người giám khảo người ta quyết định mà phân tích chi cho dữ vậy? Tại vì rõ ràng đây là nếu như em muốn
à, em có được một cái gì đó về taste, thấy không? Về cái sự biểu diễn, em về với Bin, hợp lý. Em muốn có cái gì đó về kỹ năng, về nội tâm, em về với Carrick. Và em muốn có cái gì đó về chuyên môn, em về với Ramastic. Tôi thấy cái điều đó hoàn toàn bình thường và hợp tâm sinh lý. Tại sao chúng ta phải cãi nhau từ nãy đến giờ? Đâu, đang gọi là chất lọc tình anh em thôi. Thưa quý vị, thưa quý vị, hiện thời chúng tôi đang trong một cuộc đấu tay đôi có vẻ như là không công bằng, bởi vì anh MC Trấn Thành đã thuộc về đội của Ramastic và Chesterty. Không, tôi thấy vui, tôi đứng vậy thôi chứ tôi không thuộc về ai hết. Chúng ta thấy Carrick đã về với đội bên Bin. Hơn thế nữa, anh Trấn Thành đang cố lấy lại vị thế của mình. Xin lỗi, anh lên đây có việc gì? Em là con người ba phải, gió chiều nào em tấp chiều đó, em thổi sập nhà người ta xong em qua nhà khác em ở. Bây giờ em mời em về lại nơi em thuộc về. Anh Trấn Thành à, những cái gì em đang làm ở đây là để giúp cho bạn có thể đạt được những ước mơ của mình. Ta không nghe nữa. Em hãy nhìn đi, em sắp đối diện với những cái này đó, em thấy chưa? Đây là tình anh em trong rap Việt nè. Anh thề với em mà về đội team của Bin là em im lặng luôn. Em sẽ có rất là nhiều chỗ trống luôn, em không biết để vào đâu hết á. Expensive one. Nguyên cái bài là em như vậy nè. Chúng tôi vẫn phải ưu tiên cho quyết định của hai giám khảo. Xin mời cả ba vị huấn luyện viên lên sân khấu. Và hai vị giám khảo sẽ dìu tay thí sinh của mình đến với cái người mà hai vị cho là phù hợp. Anh với anh LK thì có bất đồng đôi chút, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng nên có một cái quyết định chung để tốt cho cả em và tốt cho cả những cái mong ngóng của huấn luyện viên. Vì vậy cho nên là anh sẽ đưa ra quyết định lần này sẽ đưa em về với đội. Của Carrick. Chà, sản xuất. Welcome to my team, em. Anh em mình làm được rồi. Anh em mình làm được rồi. Xin chúc mừng đội Carrick. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.